Dạ chị, em gửi cái hồ sơ xin việc của em đó. Dân tỉnh lên hả em? Dạ đúng rồi, em ở miền Tây lên. Thôi đi về đi, khỏi phỏng vấn. Ủa sao chị? Chị, mình mà phỏng vấn người ta chứ. Còn sao chăng gì nữa, công ty chị không có phù hợp làm việc với mấy người nhà quê lên. Chị, dù gì người ta cũng lên rồi. Với lại, sếp của mình cũng là người tỉnh lẻ mà. Em ơi, môi trường của mình á là làm việc với những cái người mà người ta đẳng cấp, em hiểu không? Còn mấy người ở quê lên biết cái gì đâu mà làm. Trời đất ơi, còn em thích thì em phỏng vấn đi. Còn chị là chị làm biếng nói chuyện với mấy người nhà quê lắm. Nam đừng có để ý đến chị đó nha. Thôi bây giờ mình bắt đầu phỏng vấn đi ha. Làm hết đống hồ sơ này rồi chiều nộp lại cho tao. Chà, nay mày đặt mang vét đồ nữa. Chắc mới ra chợ Sida mua hả? Ủa Nam? Hả? Cái này đâu phải việc của Nam đâu. Sao lại bắt Nam làm vậy? Không sao đâu. Chắc là chị Tuyết cũng bận nhiều dự án nên thôi Nam làm giùm cũng được mà. Không có được. Việc ai người nấy làm. Chứ như vậy á là ăn hiếp quá đáng rồi. Để lát Huệ qua nói lại cho. Ủa? Chết rồi. Chiếc nhẫn của tao đứa nào lấy rồi? Có chuyện gì vậy chị? Gì chị? Chiếc nhẫn của tao đứa nào ăn cắp? Chị coi lại thử có rơi ở đâu không chứ. Coi lại cái gì? Chỉ có cái thằng nhà quê này nó mới ăn cắp chiếc nhẫn của tao thôi. Mày thiếu thốn tới mức mà đi ăn cắp giặt ở công ty hả? Chị, sáng tới giờ em bước vào phòng làm việc á, làm lại chỗ ngồi của em. Em chưa bước tới bàn làm việc của chị nữa thì sao ăn cắp chiếc nhẫn của chị được? Nhưng mà hồi nãy tao qua bàn làm việc của mày, mày nhân lúc tao không để ý nên mày lấy chiếc nhẫn của tao chứ gì. Mày lấy chiếc nhẫn của tao thì mày trả lại đây nhanh lên. Không thôi tao làm lớn chuyện á nha. Chị, em nói là không lấy chiếc nhẫn của chị. Được. Không lấy thì mày cho tao lục bàn mày đi. Lục quần áo của mày đi. Chị có tư cách gì á mà đòi lục soát kiểm tra tôi? Đúng rồi á. Chị như vậy là quá đáng lắm á. Quá đáng cái gì? Tao mất đồ thì tao lục đồ mày thôi. Có cái gì đâu mà quá đáng. Còn nếu mà mày ăn cắp thì mày mới không cho tao lục đồ mày thôi. Ok, tôi cho chị lục soát người tôi đó. Mày giấu nó ở đâu rồi đúng không? Mày giấu rồi đúng không? Tôi nói với chị bao nhiêu lần rồi, tôi không có lấy chiếc nhẫn của chị. Mày không lấy thì ai lấy? Chỉ có thằng nhà quê nghèo này như mày thì mới đi ăn cắp thôi à. Nè nha, quá đáng vừa phải thôi. Chị mà còn ăn nói hàm hồ vậy nữa, tôi kiện gì đó. Gì? Mày đợi kiện tao hả? Mày kiện đi, tao hầu cho. À, mà nhà quê lên chắc không biết chỗ nộp đơn đâu à. Chị... qua hỏi tao, tao chỉ cho nè. Alo. Cái gì? Chiếc nhẫn của tao ở chỗ mày hả? Thôi nha. Sáng tỏ rồi ha. Chiếc nhẫn chỉ bỏ quên nhà vệ sinh, không tìm cho kỹ, vô đây đổ thừa tôi. Thì tao lộn. Tao nói lại giờ ở bàn tao rồi được chưa? Mày làm gì mày trừng mắt lên mày nói chuyện với tao? Mất dạy, vô giáo dục. Hai đứa mày dám làm cho tao mất mặt hả? Được, tao sẽ dạy cho hai đứa bay một bài học. Căng tin mình bữa nay nấu ăn ngon quá ha. Dạ, bữa nào chén ngon. Nhanh thủ xong cái báo cáo nộp cho sếp coi.
Ủa sắp báo cáo để đây đâu vậy? Ủa vậy? Vừa có thấy cái sắp báo cáo nằm để trên bàn không? Hồi sáng Nam in ra rồi mà ta. Chết rồi. Hồi nãy trước khi mình nghỉ trưa ăn cơm á, là rõ ràng là Nam nó lưu trong file này. Sao bây giờ kiếm file này không có ta? Sao vậy được? Lát nữa Nam còn phải báo cáo mà. Chết rồi, bây giờ mà mất cái báo cáo này á là chắc ăn ship sẽ đuổi Việt Nam luôn á. Là làm sao? Thôi, không làm được thì nói mẹ đi. Bày đặt mất đồ nữa, nghe mắc mệt quá. Chắc... Nam ơi. Dạ. Cái file báo cáo có chưa em? Dạ sếp ơi. Cái file báo cáo á, thật sự là hồi sáng á, trước khi mà ăn trưa á, là em đã hoàn thành xong hết rồi. Em tính lên để kiểm tra lại á, coi có thiếu sót gì nữa không, là em gửi cho sếp á. Nhưng mà hiện bây giờ em kiếm nãy giờ á, mà không thấy cái file đâu. Không thấy là không thấy thì sao? Em có biết á, cái dự án này nó rất là quan trọng với công ty mình không hả? Dạ em biết. Nhưng mà thật sự là em không hiểu bây giờ không... Hồi nãy giờ em ra ngoài á, rồi em quay lại cái file mất tiêu rồi sếp, em không thấy cái file trên máy nữa. Sếp ơi, nó nói xạo á sếp. Mấy tháng nay em thấy nó lên công ty mình à, nó toàn ngủ với ăn không à. Nó có làm được cái quần gì đâu. Em đã nói sếp rồi, mấy đứa nhà quê này á, nó không được tích sự gì đâu. Sếp đâu có tin em, nhận nó vô làm. Sếp, em biết dự án lần này rất là quan trọng với công ty, nên em có làm hay một bản kế hoạch dự phòng đó sếp. Em thức ngày thức đêm, em không dám ngủ để em làm bản kế hoạch này đó. Sếp xem coi có được không rồi gửi cho khách đi sếp. Bản kế hoạch này hay á. Được rồi, tôi sẽ gửi cho khách hàng xem. Vậy hả sếp? Trời ơi, vậy là lần này em làm công lớn rồi đúng không sếp? Sếp, vậy thì sếp đuổi cái thằng nhà quê đó đi. Đồ thằng ăn hại đó, sếp giữ lại công ty chỉ tốn tiền thôi à, chứ không được gì hết trơn á. Được rồi, ngày mai cô khỏi cần tới công ty làm việc nữa. Sếp, sếp có lộn người không? Em mới lập công mà, em là cái người làm bản kế hoạch này cho sếp. Sao sếp lại đuổi việc em? Sếp phải đuổi việc cái thằng nhà quê này mới đúng chứ. Từ bao giờ cô có cái gan á mà hãm hại em trai tôi vậy? Chị ai? Gì? Cái... Nam là em trai của sếp hả? Cô có biết không? Cái dự án này là nó thức bao nhiêu đêm trời, tôi chính mắt thấy nó ngồi làm việc. Đến bây giờ thì cô nói là đây là dự án của cô làm sao hả? Hả cô Tuyết? Dạ. Hả? Dạ em... Mà tôi nói cho cô nghe nè, còn cô là cái thái gì ở đây? Hả? Em xin lỗi sếp. Em biết em sai rồi. Cô bớt khinh thường người khác lại đi cô Tuyết. Cô lúc nào cũng nói người này nhà quê, người kia nhà quê. Còn cô là dân thành thị, chúng ta là người Việt Nam cô à. Cô đừng có khinh miệt người khác như vậy chứ. Dạ. Từ hôm nay cô nghỉ việc ở đây đi, và sau này các công ty đối tác cũng không thuê cô làm việc đâu. Cô tự tài giỏi lắm đúng không? Cô tài giỏi lắm, cô tự thành lập công ty luôn đi. Sếp ơi, em biết em sai rồi, em xin lỗi sếp. Sếp đừng có đuổi việc em mà sếp. Em còn con nhỏ nữa. Nam ơi, chị biết chị sai rồi, chị xin lỗi. Em năn nỉ cho chị một lần đi em, đi Nam. Tại vì chị còn có con nhỏ, còn có mẹ già nữa. Nam ơi, giúp chị một lần đi em. Chị có biết tại sao á, tôi vô công ty này, tôi không nhận chị tôi là chị em không? Tại tôi muốn mọi người có cơ hội công bằng như nhau. Tôi muốn cả công ty này nhìn nhận tài năng của tôi. Mà thôi chị hai, chị Tuyết không biết lỗi rồi, mình cảnh cáo vậy là được rồi. Chị đừng có đuổi gì chị ấy. Em xin lỗi.